Để có được số liệu và những thông tin cảnh báo về đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung, không thể không nhắc đến những người làm công tác quan trắc khí thủy văn. Ở nơi nguy hiểm lũ lớn nhất, chúng ta vẫn thấy bóng dáng của những quan trắc viên thủy văn dầm mình trong gió, trong mưa lũ. Phóng viên VTC14 đang có mặt ở vùng lũ sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe câu chuyện đặc biệt này. Ở những nơi nguy hiểm thì người dân được chính quyền địa phương và lực lượng phòng chống thiên tai di dời đến nơi an toàn. Thế nhưng có những nơi nguy hiểm thì vẫn có những người phải bám trụ ở lại. Chúng tôi đang muốn nói đến những người làm quan trắc khí tượng thủy văn, bởi họ là những người đang trực tiếp ngày đêm trong những ngày mưa lũ bão gió, họ phải bám trụ lại những nơi nguy hiểm nhất để đo số liệu, cung cấp những thông tin khí tượng thủy văn về cho ban chỉ đạo cũng như cơ quan để ra được những bản tin dự báo chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai. Trạm thủy văn Thạch Hãn nằm bên dòng sông Thạch Hãn đã bị lũ vây quanh gần một tuần nay. Vì tính chất đặc biệt của công việc, các cán bộ của trạm vẫn ứng trực 100% và có các phương án để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như trang thiết bị phục vụ công tác quan trắc, tính toán số liệu. Khi trạm bị ngập, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, nhưng những thông tin về thủy văn thì vẫn không hề bị gián đoạn. Ở nơi nguy hiểm, dòng chảy mạnh và xiết, các cán bộ thủy văn trạm Thạch Hãn vẫn nỗ lực cùng nhau khơi thông dòng chảy, bảo vệ công trình thuộc trạm. Chúng tôi thì luôn quan trắc những cái số liệu như là luôn kịp thời, chính xác đến từng mm để từng cm để phục vụ cho địa phương và nhân dân. Việc quan trắc là gặp khó khăn lúc mà nước lên cao là rất là nguy hiểm, và mưa gió và nước là chảy rất là xiết, nhưng em vẫn là cố gắng là vừa quan trắc vừa đảm bảo cái tính mạng là an toàn cho cả quan trắc viên nữa. Ngày cũng như đêm, mỗi tiếng một lần đo lũ, đếm mưa. Vất vả đến mấy thì các cán bộ ở đây vẫn không lùi bước. Bởi những số liệu lịch sử về mưa lũ sẽ giúp ngành khí tượng thủy văn đưa ra bản tin dự báo chính xác, kịp thời. Trong những ngày quan trắc như mưa bão lũ là bọn em là rất là cực kỳ là khó khăn. Như những cái việc ra sông, ngoài sông buổi đêm, buổi tối, hay là tốc độ nước nó lớn ấy. Trong đêm qua và sáng nay, đỉnh lũ trên sông Thạch Hãn đo được là 7,17 m trên báo động 3 và gần đạt đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Hiện nay, với trang thiết bị và máy móc hiện đại đã giúp các cán bộ thủy văn có được số liệu chính xác hơn về tốc độ dòng chảy, về mực nước lũ và dự báo được tình hình lên xuống của lũ. Là về là coi như khi mà mưa lũ về thì cây cối là trôi rất chi là nhiều, mà anh em là phải ra sông là coi như tác nghiệp từng giờ để coi như thu thập những con số liệu cung cấp về cho cái ban chỉ huy phòng chống thiên tai cũng như là lên cấp trên để phục vụ cho công tác dự báo cảnh báo cho bà con là sớm được biết và giảm nhẹ trong cái thiệt hại của nhân dân. Cũng tại Quảng Trị, trong đợt mưa lũ này đã ghi nhận tại trạm Thủy Văn Đông Hà, vượt lũ lịch sử năm 1983 0,11m, đạt 4,58m. Những con số này sẽ giúp cơ quan phòng chống thiên tai xác định được khu vực ngập sâu, khu vực nguy hiểm để có kế hoạch di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Những số liệu, những bản tin tưởng chừng như khô khan, nhưng đằng sau đó là sự cố gắng nỗ lực vượt qua nguy hiểm của các cán bộ quan trắc thủy văn. Lịch sử cũng được ghi lại từ chính những con người dũng cảm này.